tối 17 tháng 2 năm 2018, tức là tối mùng 2 Tết âm lịch. Trước tiên, chúng ta sẽ đến với các thí sinh bảng A. 1. Thí sinh Giang Thị Xuân Hương, số báo danh 71, sinh năm 1990, đến từ Phong Nẵm, Phan Thiết. 2. Thí sinh Huỳnh Văn Sang, số báo danh 66, sinh năm 1994, đến từ Phú Trinh, Phan Thiết. 3. Thí sinh Trương Như Ý, số báo danh 01, sinh năm 1993, đến từ Hàm Tiến, Phan Thiết. 4. Thí sinh Trần Thị Diễm Trúc, số báo danh 24, sinh năm 1990, đến từ Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc. 5. Thí sinh Trương Thị Thu Thủy, số báo danh 45, sinh năm 1982, đến từ Phú Trinh, Phan Thiết. 6. Thí sinh Hoàng Thị Bông, số báo danh 69, sinh năm 1983, đến từ trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục Thể thao. 7. Thí sinh Phan Long Hoàng, số báo danh 58, sinh năm 1982, đến từ Lạc Tánh, Tánh Linh. 8. Thí sinh Đỗ Ngọc Thắng, số báo danh 61, sinh năm 1991, đến từ Liên Hương, Tuy Phong. 9. Thí sinh Đặng Thị Thanh Nguyệt, số báo danh 17, sinh năm 1982, đến từ Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc. Và 10. Thí sinh Trương Ngọc Nam, số báo danh 04, sinh năm 1985, đến từ Sùng Nhơn, Đức Linh. Đó là các thí sinh nằm trong bảng A được lựa chọn để tiến vào đêm thi chung kết xếp hạng. Và bây giờ là danh sách các thí sinh đêm chung kết xếp hạng của bảng B. 1. Thí sinh Phạm Thị Bích Huyền, số báo danh 18, sinh năm 1961, đến từ Phú Thủy, Phan Thiết. 2. Thí sinh Phù Sanh Thịnh, số báo danh 26, sinh năm 1981, đến từ Bình Hưng, Phan Thiết. 3. Thí sinh Đinh Thị Lan, số báo danh 05, sinh năm 1981, đến từ Tân Bình, La Di. 4. Thí sinh Phan Trần Thế Nhân, số báo danh 41, sinh năm 1977, đến từ Phú Thủy, Phan Thiết. 5. Thí sinh Nguyễn Thị Bích Liên, số báo danh 59, sinh năm 1965, đến từ Đức Tài, Đức Linh. 6. Thí sinh Lê Ngọc Bính, số báo danh 14, đến từ Chợ Lầu, Bắc Bình. 7. Thí sinh Huỳnh Ngọc My, số báo danh 09, sinh năm 1980, đến từ Phan Thanh, Bắc Bình. Và thí sinh cuối cùng, thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Yến, số báo danh 35, sinh năm 1980, đến từ Lạc Đạo, Phan Thiết. Ban tổ chức xin chúc mừng tất cả các thí sinh chúng ta đã đến với đêm chung kết xếp hạng vào tối 17 tháng 2 năm 2018, tức là tối mùng 2 Tết âm lịch. Xin chúc mừng tất cả các thí sinh và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một đêm thi tuyệt vời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.